Xin chào mừng tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn đến khóa học bí quyết trở thành bartender trong 7 giờ. Tôi tên là Nguyễn Thắng Trung, giảng viên trường đại học Khu Tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là giảng viên trường đại học Khu Tế thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa Viện Nghiên cứu Giáo dục và Quản trị Kinh doanh. Giám đốc công ty sản xuất chế biến cà phê Đệ Nhất. Giám đốc Ba Phi Ưng Lúp là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn nhà hàng và khách sạn với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Bartender là một nghề hot hiện nay. Đây là một nghề dễ kiếm việc làm, dễ thăng tiến trong công việc. Đây là một nghề thu nhập ổn định với mức thu nhập từ 4 triệu cho tới 5 triệu. Đây là một nghề để dành cho những bạn sinh viên muốn lấy ngắn, nuôi dài và những bạn muốn tự tay mình pha chế những loại cocktail cho người thân uống và người nhà và những bạn chuẩn bị thích khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Học xong khóa học này, học viên sẽ tự tin pha chế được những loại cocktail thông dụng và tự tin pha chế được khoảng 1.000 loại thức uống trong các buổi tiệc như là sự kiện, hội nghị, tiệc cưới, tiệc sinh nhật. Học xong khóa học này, học viên sẽ tự tin set up được một quầy bar, mua vật dụng trong quầy bar, nguyên vật liệu, các đồ đồ trong quầy bar. Và đây là một bước điện để cho anh ta trở thành một bartender showmanship. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học hôm sau.